Xin chào tất cả các em. Hôm trước chúng ta đã học về thời kỳ xây dựng và phát triển nền văn phong kiến độc lập. Và ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu bài mới, đó là bài số 19, những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm ở thế kỷ 10 và thế kỷ 15. Thì như chúng ta biết rằng trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn phải đương đầu với các thế lực phong kiến từ bên ngoài, đặc biệt đó chính là triều đại phong kiến phương Bắc. Để hiểu rõ hơn bài học ngày hôm nay, cô mời chúng ta đi vào từng phần một. Thứ nhất, chúng ta vào phần một lớn là các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống. Thì đầu thế kỷ 10 là thời kỳ xây dựng chế độ phong kiến, nhưng ngay sau đó quân Tống hai lần đem quân sang xâm lược chúng ta. Lần thứ nhất đó chính là dưới vương triều Tiền Lê, lần thứ hai là dưới vương triều nhà Lý. Bây giờ cả lớp vào cho cô phần một lớn nhỏ là kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê. Vậy thì câu hỏi đặt ra lúc này là nguyên nhân nào dẫn đến cuộc kháng chiến chống Tống bùng nổ? Thì chúng ta biết rằng là Đinh Bộ Lĩnh là người có công thống nhất đất nước, dẹp loạn 12 thứ quân và thành lập nên vương triều nhà Đinh, đặt tên nước là Đại Cổ Việt. Nhưng năm 979, Đinh Bộ Lĩnh cùng với con trai cả của mình là Đinh Liễn bị một viên hoạn quan Đỗ Thích giết hại. Và lúc bây giờ con trai nhỏ của Đinh Bộ Lĩnh là Đinh Toản còn nhỏ 6 tuổi lên ngôi vua và lợi dụng cơ hội này, cho nên là nhà Tống đưa quân sang xâm lược nước ta. Thì đây chính là nguyên nhân đầu tiên chúng ta cần lưu ý cho cô. Đó là năm 980, được tin nhà Đinh gặp khó khăn thì vua Tống vội cử quân sang xâm lược nước ta. Và đứng trước cái tình trạng này thì Thái hậu Dương Vân Nga cùng với triều đình nhà Đinh tiến hành là mời Lê Hoàn lên làm vua để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Trước tình hình đó thì Thái hậu Hòa Dương đã tôn Lê Hoàn lên làm vua để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Và ở đây cả lớp quan sát cho cô bức hình. Đây chính là bức hình Thái hậu Dương Vân Nga cùng với triều đình nhà Đinh đã tôn Lê Hoàn lên làm vua để tổ chức cuộc kháng chiến chống Tống. Và năm 981, quân Tống đem 4 vạn quân sang xâm lược nước ta. Và đây chính là hình ảnh mà vó ngựa của quân Tống đang đưa quân sang xâm lược nước Đại Cổ Việt. Và vua Tống Thái Tông điều động quân tướng ở các vùng chia làm 3 đạo quân tiến đánh nước ta. Đạo quân thứ nhất theo đường bộ tiến đánh vào ải Chi Lăng. 2 đạo quân còn lại thì từ Quảng Đông vượt biển Đông tiến đánh vào Bạch Đằng và vùng Tây Kết. Và trước cái sức mạnh của quân địch như vậy thì sau khi lên ngôi vua, Lê Hoàn đã tổ chức kháng chiến và đánh bại quân xâm lược ở khu vực Đông Bắc. Và đối với diễn biến của kháng chiến này, chúng ta cần nắm cho cô những nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất đó chính là đầu năm 981, quân Tống đem 4 vạn quân sang xâm lược nước ta. Thứ hai, ngay sau khi lên ngôi, Lê Hoàn dùng kế hoãn binh, đồng thời giáo diết chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến. Và nội dung thứ ba, năm 981, quân dân Đại Cổ Việt chiến đánh anh dũng thắng nhanh chóng ở vùng Đông Bắc và đè bẹp được ý chí xâm lược của quân Tống, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Như vậy cô vừa hướng dẫn xong chúng ta về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất. Bây giờ chúng ta chuyển sang mục 2 nhỏ, cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý năm 1075 đến năm 1077. Về hoàn cảnh thì đó chính là đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 11, nhà Tống đêm có mưu xâm lược nước Đại Việt nhằm giải quyết những khủng hoảng trong nước. Vậy thì những khủng hoảng trong nước mà nhà Tống gặp phải lúc đây bây giờ là cái gì? Đó chính là ở phía Bắc, nhà Tống đang gặp phải cái sự uy hiếp của nhà Liêu và nhà Hạ. Ở trong nước thì các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra. Và đứng trước tình trạng đó thì tể tướng Vương Lan Thạch đã yêu cầu với vua Tống là một mạch tiến hành là cải cách ở trong nước, mặt thứ hai đem quân xâm lược xuống Việt Nam, đặc biệt là xâm lược Đại Việt. Nếu như thành công sẽ củng cố được địa vị của nhà Tống. Và trước âm mưu xâm lược của nhà Tống thì vua Lý đã tổ chức cuộc kháng chiến chống Tống. Lúc bấy giờ Thái hậu Ỷ Lan cùng với vua Tống đã giao quyền lãnh đạo tổ chức cuộc kháng chiến cho Thái úy Lưu Thường Kiệt. Và đây chính là những cái nguyên nhân dẫn đến cuộc kháng chiến chống Tống bùng nổ. Vậy thì diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống như thế nào? Ta chuyển sang cho cô phần diễn biến. Và kháng chiến chống Tống thì diễn ra qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đó chính là chủ động đem quân đánh sang đất Tống, thực hiện theo cái kế hoạch là tiên phát chế nhân. Lý Thường Kiệt cùng với các tù trưởng ở dân tộc miền núi tiến hành đánh sang đất Tống với cái chỉ tiêu đó chính là ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân chặn trước thế mạnh của giặc. Và ở đây chúng ta quan sát cho cô, sau khi mà thực hiện cái kế hoạch tiên phát chế nhân, Lý Thường Kiệt đã cho quân đánh vào khu vực Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu, phá tan toàn bộ căn cứ của địch ở khu vực này.
Và sau khi phá tan căn cứ của quân Tống thì rút về nước để tiến hành phòng thủ. Đó chính là cái diễn biến của giai đoạn 1. Thì cả lớp chú ý cho cô những nội dung diễn biến này như sau. Thứ nhất là năm 1075, quân triều đình cùng các dân tộc miền núi đánh sang đất Tống, đó là Khâm Châu, Châu Liêm, Ung Châu, sau đó rút về phòng thủ và cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn thứ hai. Bước sang giai đoạn thứ hai thì chúng ta chủ động lui về phòng thủ để đợi giặc. Vào đây cả lớp quan sát cho cô cái lược đồ trận chiến tại phòng sống sông Như Nguyệt. Và sau khi mà đánh sang đất Tống thì Lý Thường Kiệt cho quân về phòng thủ ở khu vực Yên Phong rồi là Vạn Xuân. Năm 1077 thì vua Tống cử 30 vạn quân đến đóng quân tại bờ bắc sông Như Nguyệt. Và lúc bây giờ do có sự chuẩn bị từ trước cho nên quân nhà Lý đã tổ chức cuộc kháng chiến và đánh bại hoàn toàn 30 vạn quân Tống ở đây và giành bảo vệ được nền độc lập dân tộc. Với nội dung phần 2, chúng ta cần lưu ý cho cô những cái ý nội dung chính như sau. Đó là năm 1077, 30 vạn quân Tống kéo sang bờ bắc sông Như Nguyệt dưới sự chỉ đạo của Lý Thường Kiệt. Quân dân ta đã đánh tan được quân xâm lược Tống, cuộc kháng chiến hoàn toàn kết thúc. Và đây chúng ta quan sát cho cô, đây chính là cái bài thơ Nam Quốc Sơn Hà do Lý Thường Kiệt sáng tác. Chúng ta biết rằng Lý Thường Kiệt ngoài cái tài năng lãnh đạo về quân sự, ông còn là một nhà thơ. Và bài thơ Nam Quốc Sơn Hà này chúng ta đã được học trong môn văn học. Thì ở trong đây đó chính là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan hủ bại thư. Nghĩa của cái bài thơ này đó là khẳng định về cương vực của Việt Nam chúng ta. Và với bài thơ này thì được gọi là bài thơ thần và là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Như vậy cô cũng vừa hướng dẫn xong chúng ta về cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý. Và như vậy chúng ta có thể so sánh hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiến Lê. Ở đây chúng ta thấy có một điểm nổi bật, đó là cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý có những lúc nó vượt ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam. Và bây giờ chúng ta chuyển sang mục thứ hai lớn, đó là cuộc kháng chiến chống quân xâm Nguyên Mông thời nhà Trần ở thế kỷ 13. Nhưng ta biết rằng từ năm 1258 đến năm 1288, quân Mông Nguyên 3 lần xâm lược nước Đại Việt và quân giặc thì rất mạnh và hung tàn. Lần thứ nhất quân giặc tiến hành là năm 1258, lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba từ năm 1287 đến năm 1288. Trước sự xâm lược của quân Mông Nguyên thì các vua Trần cùng nhà quân sự Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo nhân dân cả nước quyết tâm đánh giặc giữ nước. Và đây cả lớp quan sát cho cô, thì năm 1258 quân Mông Nguyên đem quân sang xâm lược nước ta. Đây chính là cái đường hành quân của quân Mông Nguyên tấn công vào khu vực Thăng Long. Và khi mà quân Mông Nguyên đi đến đâu thì chúng phá đến đó. Và dưới sức mạnh của quân Mông Nguyên thì nhà Trần buộc phải rút xuống các vùng núi và sau đó chuẩn bị lực lượng và tấn công. Sau đó ông ta đã giành được thắng lợi lớn ở Đông Bộ Đầu, kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất. Sang lần thứ hai là năm 1285, quân Mông Nguyên lại đem quân sang xâm lược nhà Trần. Và lúc bây giờ quân Mông Nguyên đi theo các hướng để tiến đánh vào khu vực Thăng Long và với tinh thần quyết chí bảo vệ nền độc lập dân tộc thì nhân dân nhà Trần đã tiến hành đánh bại quân Mông Nguyên, tạo nên những thắng lợi tiêu biểu như khu vực Tây Kết, Hàm Tử, Trương Dương và Vạn Kiếp. Nhưng không chịu khuất phục đó, quân Nguyên lại một lần nữa đem quân sang xâm lược nước Đại Việt lần thứ ba. Trong lần thứ ba, quân Nguyên theo các hướng tấn công từ khu vực Chi Lăng rồi Nội Bằng tấn công vào khu vực Vạn Kiếp. Và trong giai đoạn này thì nhân dân là Trần lại một lần nữa tổ chức kháng chiến chống quân Mông Nguyên và đã làm nên thắng lợi ở một trận Bạch Đằng và đè bẹp được ý chí xâm lược của quân Mông Nguyên. Như vậy, đối với diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, chúng ta cần nắm cho cô những cái nội dung sau. Đó là những chiến thắng tiêu biểu như là Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Trương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp và Bạch Đằng. Và lần 1 năm 1258 ta giành thắng lợi lớn ở Đông Bộ Đầu. Lần thứ 2 năm 1285 chúng ta đẩy lùi được quân xâm lược Mông Nguyên. Và lần thứ 3 tiêu biểu nhất là trận Bạch Đằng năm 1288 đã đè bẹp được ý chí xâm lược của quân Mông Nguyên.
Và đây chính là toàn bộ những cái thắng lợi của quân nhân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang cho cô phần 3, đó là phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Thì chúng ta biết rằng là triều đại phong kiến luôn luôn thay đổi, là từ nhà Trần chuyển sang nhà Hồ vào năm 1400 thì Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, nhưng ngay sau đó thì nhà Minh lại đưa quân sang xâm lược nhà Hồ. Nhà Hồ tổ chức kháng chiến chống quân Minh nhưng không thành công. Tại đây cái lớp chú ý cô này, năm 1407 cuộc kháng chiến chống quân Minh và nhà Hồ bị thất bại, nước ta rơi vào ách thống trị của nhà Minh. Năm 1418 thì cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo. Và cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ vùng núi Lam Sơn Thanh Hóa, sau đó lan rộng ra cả nước. Và với chiến thắng tốt động thì chúng ta đã đẩy quân Minh vào thế bị động. Và đặc biệt năm 1427, chiến thắng Chi Lăng Sương Giang đã tiến hành đập tan được 10 vạn quân cứu viện của quân Minh và khiến giặc cùng quẫn phải tháo chạy về nước. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành được thắng lợi. Và bây giờ chúng ta quan sát cho cô cái lược đồ về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Thì cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã nổ ra ở vùng núi Thanh Hóa, sau đó nó lan rộng ra cả nước, và từ cuộc khởi nghĩa địa phương nó đã trở thành một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Và tiếp tục chúng ta quan sát cho cô cái lược đồ ở trận Chi Lăng Sương Giang năm 1427. Với trận Chi Lăng Sương Giang này, chúng ta đã đập tan được 10 vạn quân cứu viện của quân Minh và đã giành được thắng lợi căn bản. Và ở đây chúng ta lưu ý cho cô về cái đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, là từ cuộc chiến tranh ở địa phương đã phát triển thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thứ hai, suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa đưa tư tưởng nhân nghĩa được đề cao. Và thứ ba, có đại bản doanh và căn cứ địa. Đây chính là toàn bộ nội dung của cuộc kháng chiến chống quân Minh. Như vậy cô vừa hướng dẫn cho chúng ta toàn bộ các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm từ thế kỷ 10 cho đến thế kỷ 15. Và bây giờ chúng ta sẽ lưu ý cho cô thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỷ 10 cho đến thế kỷ 15. Thứ nhất, chúng ta sẽ kể cho cô bảng tên, thời gian, lãnh đạo và các chiến thắng quan trọng. Trong đó cuộc kháng chiến chống Tống Thế Lê về thời gian đó là năm 981, về lãnh đạo là Lê Hoàn và chiến thắng quan trọng là chiến tranh Bạch Đằng. Về cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý thì về thời gian ở đây là năm 1075 đến năm 1077, lãnh đạo cuộc kháng chiến chính là Lý Thường Kiệt. Và chiến thắng quan trọng ở đây là ở phòng tuyến sông Cầu, hay còn gọi là phòng tuyến ở sông Như Nguyệt. Tiếp theo là 3 lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên thời Trần, về thời gian là năm 1258 và 1285, 1287 và 1288. Lãnh đạo cuộc kháng chiến là vua quan nhà Trần và đặc biệt là Trần Hưng Đạo, hay còn gọi là Trần Quốc Tuấn. Về những thắng lợi tiêu biểu đó là khu vực Đông Bộ Đầu, Trương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp và Bạch Đằng. Và tiếp theo chúng ta sẽ thống kê tiếp đó là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn về thời gian từ 1418 đến 1427. Về lãnh đạo đó là Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Chiến thắng ở đây đó là Tốt Động, Trúc Động và Chi Lăng Sương Giang. Thông qua bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ rút ra được những bài học quan trọng trong cuộc sống. Thứ nhất đó chính là cái nghệ thuật về quân sự. Một đó chính là biết được chỗ mạnh chủ yếu của địch, từ đó tránh chỗ mạnh để đánh chủ yếu của giặc. Thứ hai, chúng ta bắt giặc từ thế mạnh chuyển sang thế yếu, từ chủ động chuyển sang bị động. Thứ ba, biết lợi dụng địa hình địa vật và sử dụng chiến thuật vươn không nhà trống để trừ địch. Và cuối cùng là chúng ta chủ động bố trí thế trận và dùng mưu kế đánh địch, phối hợp tác chiến giữa quân và dân. Thông qua bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ rút được những kỹ năng quan trọng. Kỹ năng đầu tiên đó là kỹ năng ra quyết định. Vậy thì kỹ năng ra quyết định nó thể hiện như thế nào trong các cuộc kháng chiến? Thứ nhất đó là cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiến Lê. Trong lúc nhà nước gặp khó khăn thì Thái hậu Dương Vân Nga đã có một quyết định quan trọng, đó là mời thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên làm vua. Còn cuộc kháng chiến thứ hai là cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý. Thì trong giai đoạn này, Lý Thường Kiệt đã có một quyết định táo bạo, đó chính là đem quân đánh sang đất Tống. Còn trong cuộc khởi nghĩa nhà Trần, trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thời nhà Trần, thì Trần Quốc Tuấn cũng đã đưa ra rất nhiều chiến lược, quyết định quan trọng. Và cùng với quyết định này thì chúng ta còn có một kỹ năng nữa, đó là kỹ năng lãnh đạo. Và trong các kỹ năng lãnh đạo thì chúng ta thấy những nhà lãnh đạo tiêu biểu như là Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt hay Lê Hoàn.
Và cùng với hai kỹ năng trên, chúng ta còn rút ra một kỹ năng tiếp theo là kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. Bởi vì trong cuộc kháng chiến thì giữa cái triều đại phong kiến với nhân dân cũng có những mâu thuẫn căn bản. Tuy nhiên, với cái ý chí bảo vệ nền độc lập dân tộc, họ đã biết giải quyết dung hòa với mâu thuẫn và tiến hành cùng nhau đánh giặc. Và đây chính là những kỹ năng căn bản mà chúng ta cần rút ra trong bài học hôm nay. Rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Và tiết sau chúng ta sẽ học đó là xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc.